好吧，让人。Và căn cứ quân sự chúng tôi vừa bị tấn công, xin gửi viện binh đến, cho viện binh đến ngay. Đứng lên, đứng lên, tôi đứng lên không hả? Đứng lên mau, tội lỗi quá gì thế? Họ đâu có theo luật lệ gì sao không? Tôi là trọng tài, không cản họ được. Vị trí đây là gì? Thẻ nỏ bị loại. Đầu hàng đi. Tôi chịu không nổi nữa, xương cốt tôi gãy hết rồi. Tôi thật đáng kinh. Tôi có cảm giác họ đã trở lại. Còn vũ khí nữa không? Tấn công đợt chót. Trời ơi, tôi chụp bóng không kịp. Chạy!